Hello mọi người, Ý Nhi đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Coin68TV. Và đây là series Chuyện Kinh tế, nơi sẽ cung cấp cho tất cả các bạn những góc nhìn sâu sắc nhất và đầy đủ nhất về các case tài chính cũng như là nhân vật kinh tế nổi tiếng trên toàn thế giới. Và hy vọng là với sự đồng hành của Ý Nhi thì series này sẽ có thể đem đến cho tất cả mọi người những kiến thức bổ ích nhất cũng như là những góc nhìn đa chiều nhất về toàn bộ viễn cảnh nền kinh tế thế giới. Và không để cho mọi người đợi lâu nữa thì hãy cùng Ý Nhi bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Sự thật phía sau sự sụp đổ kinh hoàng của WorldCom. Câu chuyện thật sự của WorldCom thì được bắt đầu ở một thị trấn nhỏ của nước Mỹ với sự góp công vô cùng to lớn của Bernie Ebbers, cựu huấn luyện viên bóng rổ, người đã đưa WorldCom từ một công ty nhỏ tại vùng quê hẻo lánh trở thành một trong những tập đoàn viễn thông lớn nhất trên thế giới chỉ trong vòng chưa đầy 15 năm. Vậy thì làm cách nào mà Bernie Ebbers lại có thể làm được điều đó? Vào năm 1947, qua một trang quảng cáo trên tờ báo địa phương thì Ebbers đã mua lại một nhà nghỉ ở Colombia và chuyển đến đó sống. Từ đó thì ông bắt đầu kinh doanh nhà trọ và cung cấp dịch vụ đường dài cho hành khách. Trong quá trình này thì Ebbers đã phát hiện ra rằng ông có thể cung cấp dịch vụ trên bằng cách mua sỉ dịch vụ của AT&T, một nhà cung cấp viễn thông không dây lớn nhất tại Hoa Kỳ, để bán lại. Vào năm 1983 thì Ebbers và ba doanh nhân khác đã cùng lên kế hoạch để thành lập một công ty có tên là LDDS, có nghĩa là dịch vụ điện thoại đường dài giá rẻ, với mục tiêu là không ngừng mở rộng quy mô. Và để thực hiện được điều đó thì Ebbers đã sử dụng cổ phiếu thay cho tiền mặt để thâu tóm những công ty khác. Ở mỗi thương vụ như vậy thì họ lại thu hút thêm được nhiều khách hàng và tăng doanh thu. Rất nhanh chóng khi chỉ 5 năm sau đó, LDDS đã chính thức được niêm yết trên sàn chứng khoán. Và với tốc độ bành trướng nhanh chóng như vậy thì công ty này đã mua lại hơn 35 doanh nghiệp khác nhau chỉ trong vòng nửa đầu thập niên 1990. Và không chỉ dừng lại ở lĩnh vực viễn thông, LDDS còn lấn sân sang các mạng như là Internet, Data, thương mại điện tử và chính thức đổi tên thành WorldCom vào năm 1995. Và vị trí CEO thì hiển nhiên là được Ebbers đảm nhận. Và cái tên WorldCom thì dường như đã được xây nên nhằm mục đích thể hiện cho quy mô hoạt động đầy tham vọng của Ebbers khi ông đã đưa nó trở thành một trong những công ty viễn thông lớn nhất tại nước Mỹ. Và vào năm 1996, khi doanh nghiệp này thực hiện một loạt những thương vụ đình đám đầy hào phóng khi chi 14 tỷ USD để mua lại MFF Communication, đàm phán sáng nhập với UUNET, mua một mạng cáp quang mới và thực hiện thỏa thuận 37 tỷ đô để mua lại MCI Communication. Và cũng nhờ đó thì trong chưa đầy một thập kỷ, WorldCom đã thâu tóm hơn 60 doanh nghiệp và doanh thu hàng năm lên tới tận 32 tỷ đô. Ở thời kỳ đỉnh cao của mình thì vốn hóa của WorldCom đã có lúc lên tới tận khoảng 180 tỷ đô, với giá cổ phiếu đạt mốc 60 USD cùng với mức doanh thu trên đà vượt mức 40 tỷ USD. Tuy nhiên thì khi thị trường đang trên đà giảm giá dịch vụ, Ebbers vẫn liên tục cân nghiện mua sắm của mình khi đề nghị mức giá 129 tỷ USD để sát nhập công ty Sprint danh giá. Ngay lập tức thì giới chức Hoa Kỳ đã ra tay ngăn chặn thương vụ này vào tháng 7 năm 2000 để ngăn chặn những mối lo ngại về cạnh tranh và chống độc quyền. Và cũng chính sự kiện này đã trở thành dấu mốc báo hiệu cho một sự chấm dứt một thập niên bùng nổ thần tốc của WorldCom và khởi đầu cho một sự xuống dốc không phanh của doanh nghiệp này. Vì thực chất là đằng sau những thương vụ thâu tóm không ngớt của Ebbers là những khoản nợ chồng chất mà ông đã để lại cho công ty. Khi công ty ngày càng lớn mạnh và khối tài sản của Ebbers tăng lên, ông đã mù quáng đi vay để thúc đẩy những thỏa thuận mua lại. Ebbers đã bắt đầu đi vay từ WorldCom vào cuối những năm 1990, sử dụng số tiền đó để mua thêm cổ phiếu của công ty, sau đó lại cầm cố để thực hiện những thương vụ đầu tư riêng. Và WorldCom thì bắt đầu đối mặt với những áp lực vào năm 2000 khi cổ phiếu của hãng lao dốc trong bối cảnh bong bóng dotcom vỡ tung, khiến cho các công ty viễn thông và Internet rung chuyển. Và vào tháng 4 năm 2002, Ebbers đã bị buộc rời khỏi vị trí CEO. Lý do của quyết định này một phần là vì ông nợ WorldCom tới tận hơn 400 triệu USD, bao gồm cả khoản tiền họ cho ông vay để trả nợ margin được đảm bảo bằng cổ phiếu của công ty và với những thương vụ hớ tay mà ông đã để lại cho WorldCom, khiến cho công ty phải ôm khoản nợ tới tận 41 tỷ đô. Mà cái chủ nợ ở đây không ai khác lại chính là các ông lớn như là JPMorgan Trust với 17,2 tỷ USD, Mellon Bank với 6,6 tỷ USD và Citibank với 3,3 tỷ USD. Tuy nhiên thì sự thật đằng sau đế chế viễn thông này còn gây rúng động dư luận hơn thế. Vào đầu mùa hè năm 2002, một kiểm toán viên nội bộ đã tiến hành kiểm tra sổ sách theo chỉ đạo của CEO mới. Và tại đây thì người này đã nhận thấy những điểm bất thường trong số liệu kế toán của WorldCom. Và quy mô của quá trình gian lận kéo dài từ năm 1999 đến tận tháng 5 năm 2002 đã bắt đầu được lật tẩy. Và với những chiêu trò mờ ám trong hoạt động kế toán thì công ty này đã cố tình che giấu tình trạng tài chính chính thức của họ khi ngụy tạo số liệu tăng trưởng và lợi nhuận để thổi phồng giá của cổ phiếu. Và nhóm kiểm toán nội bộ của WorldCom thì đã phát hiện ra một khoản lỗ 3,85 tỷ đô kể từ năm 2001 đến năm 2002 và một phần chi phí hoạt động đã được xào nấu để trở thành chi phí vốn. Và cũng nhờ đó thì lợi nhuận của WorldCom đã được thổi phồng. Thay vì lỗ 1,2 tỷ đô thì họ lại biến con số này trở thành con số lãi 1,6 tỷ đô vào năm 2001 và 172 triệu đô vào quý 1 năm 2002. Và vào năm 2001, công ty công bố hoạt động kinh doanh tạo ra 7,7 tỷ đô tiền mặt, nhưng trên thực tế là 4,6 tỷ đô. Công ty tại thời điểm đó cũng đã thừa nhận rằng họ đã gian lận sổ sách hơn 4 tỷ đô, nhưng sau đó lại được xác nhận là 11 tỷ đô. Và hiển nhiên là ngay sau cáo buộc phát hiện gian lận thì vào tháng 7 năm 2002, cổ phiếu của WorldCom từ mức đỉnh là 63,5 đô đã rớt xuống chỉ còn 20 cent tại thời điểm công ty này nộp đơn xin phá sản. Và ngay lập tức thì đà lao dốc kinh hoàng của cổ phiếu WorldCom đã gây ra cơn sốc với thị trường chứng khoán toàn thế giới. Và vào đầu tháng 7, khi Nasdaq thông báo rằng WorldCom có khả năng bị loại khỏi chỉ số này thì cổ phiếu của hãng ngay lập tức rơi xuống mức 6 cent. Và chỉ trong một phiên ngày 1 tháng 7 thì 1,5 tỷ cổ phiếu của WorldCom đã được giao dịch và phá kỷ lục về khối lượng đối với Nasdaq. Theo đó thì các cổ đông của hãng viễn thông này là những nạn nhân lớn nhất sau vụ bê bối gây chấn động. Từ sở hữu cổ phần của một công ty lớn mạnh nhất ngành, họ trắng tay chỉ trong tích tắc. Và diễn biến thê thảm này cũng kéo theo sự sụt giảm dây chuyền đối với nhiều công ty khác trong ngành, khiến giới tài chính được một phen kinh hồn bạt vía. Và theo ước tính thì vụ bê bối tài chính tại WorldCom đã khiến các cổ đông của hãng chịu thiệt hại khoảng 180 tỷ USD và làm cho trên 20.000 nhân viên bị mất việc. Và chưa kể thì việc WorldCom sụp đổ đã kéo theo phản ứng dây chuyền, kéo theo giá cổ phiếu của nhiều hãng viễn thông khác cũng tụt giảm thê thảm và chính phủ Mỹ buộc phải cải cách lại toàn bộ các quy định hiện hành về kế toán. Và cuối cùng thì vào năm 2005, Ebbers đã bị tuyên án 25 năm tù với tội danh lừa đảo chứng khoán và gian lận số liệu kế toán. Ngoài ra thì các cựu lãnh đạo khác như là CFO, kiểm toán viên và giám đốc kế toán cũng nhận các cáo buộc hình sự. Bản được tuyên ra để khiến cho rất nhiều công tố viên thở phào nhẹ nhõm, bởi vụ xét xử các thành viên của WorldCom thì được xem là khó khăn nhất trong lịch sử ngành tòa án Mỹ. Và nhiều chuyên gia kinh tế của Mỹ thì cũng đã nhận định rằng việc mạnh tay với các thành viên ban lãnh đạo của WorldCom là thành công lớn nhất của luật pháp nước này trong công cuộc chống lại tham nhũng và gian lận tài chính. Và đó là toàn bộ câu chuyện về vụ bê bối tài chính lớn nhất tại nước Mỹ. Các bạn thấy sao về câu chuyện này thì hãy để lại bên dưới bình luận cho tụi mình cùng biết nha. Hy vọng là video ngày hôm nay đã đem đến cho mọi người thêm nhiều những góc nhìn về thị trường tài chính. Nếu thấy video này hay và bổ ích, đừng quên like, share và subscribe cho Coin68TV ngày càng phát triển nha. Và mình là Ý Nhi, hẹn gặp lại mọi người các số tiếp theo trên series Chuyện Kinh tế. Bye bye!